anh ơi, chia sẻ về cái cơ duyên mà trở thành ông chồng quốc dân sơ mi trắng vậy ạ? Thầy ơi, thật sự là nó có một cái gì đó rất là tín hiệu vũ trụ. Thì hôm đó là vô tình là Vinh đi ăn với mọi người ở trong công ty á. Xong cái mọi người mới quay lại, Vinh định là up TikTok để làm kỷ niệm thôi, nhưng mà không ngờ nó lại viral nhanh đến như vậy. Và cái hình ảnh sơ mi trắng nó gắn liền với Vinh tới bây giờ luôn. Bây giờ là cứ đi đâu phải mặc sơ mi trắng, không mặc sơ mi trắng là các chị sẽ la rầy. Vậy thôi, các chị sẽ la rầy tôi. Tôi bị ép, các chị ép tôi. Rồi người rời bước thật mau, mặc vào tà áo nàng dâu, dòng lệ người nén vào sâu, lung linh hoa cưới trên đầu, lặng nhìn một chiếc thuyền hoa, dù gần mà quá là xa, nhủ lòng mình tháng ngày qua, yêu đương yên sâu đành thôi xa là.